Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 7. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có mười phần cung kính, tiêu mười phần tội nghiệp, tăng mười phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 59, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 11. Cuốn Phật học chỉ nam do ông đã rộng lòng bạn cho trước đây rất có ích cho kẻ học Phật và những kẻ chẳng tin nhân quả, chẳng tin Phật Pháp,
Những lời nói của các bậc danh nhân được dựng trong ấy cũng có những câu chẳng thật đúng pháp lắm, nhưng vì mục lực không đủ nên chẳng thể chỉ ra được. Tiếp đó, Nghị Các Hạ dùng cuốn sách làm kim chỉ nam để dẫn dắt người khác vào biện pháp. Nếu cây kim ấy bị cong vẹo đôi chút, vẫn chưa chắc không khỏi đi sai hướng. Vì thế, nay nêu lên những điều tôi từng thấy được. Quan mục lực không đủ, chưa thể đọc trọn khắp. Ở đây chỉ nêu lên những gì mình thấy được mà thôi. Đối với những điều chưa thấy được, cũng có thể dựa vào đây để suy ra, để rồi các hạ sẽ sửa đổi đại lược lời văn hoặc bình luận ngay sau câu ấy, khiến cho người thấy nghe không bị nghi ngờ lầm lạc, thì mới thỏa thích được cái tâm hoằng pháp độ sanh của các hạ. Hàng thứ sáu ở mặt sau trang thứ 17 cuốn Thượng Biên. Nay trong đoạn văn ấy chỉ viết là ngày đó tháng đó là trai kỳ Quán Âm. Ấy chính là chẳng biết duyên do Đức Phật rủ lòng tạo phương tiện, khiến cho có người từ tạm thời mà đạt đến thượng hằng, do giảm dần mà đoạn dứt. Ở dưới đoạn đó hãy nên luận cặn kẽ rằng Đức Phật chế ra cách ăn chay theo trai kỳ, tức là ăn chay theo ngày, vốn là pháp phương tiện để vĩnh viễn đoạn dứt sát nghiệp và thói ăn thịt. Đọc những thiên sách do ông Kỷ Hiệu Lam ghi chép, biết ông ta tin nhân quả nhưng chưa biết Phật pháp. Phật pháp khó được nghe như thế đấy. Những người được nghe là do đời trước vung bồi, quả thật chẳng nông cạn đâu. Nếu chẳng thêm lời bàn thì chỉ nên ngừng ở chữ tính nơi hàng thứ năm, những phần dưới đều lược bỏ đi. Thêm nữa, hàng thứ tám nơi trang 30 dẫn lời Viên Tử Tài khen ngợi ông Hồ Bảo Tuyền: ông một đời chẳng chịu vào miếu, thần Phật trông thấy đều đứng dậy. Viên Tử Tài thông hiểu rộng rãi mà vẫn lẫn lộn thần với Phật, gọi thần là thần Phật. Do đây cũng biết rằng ông Viên chẳng biết gì về Phật pháp. Hàng thứ 11 ghi những vị khác như Như Lai, Tiên Tử, Quan Công, Tưởng Hầu đều chưa trông thấy. Tưởng Hầu mà còn chưa trông thấy thì những vị đứng dậy chính là những ông thần như Thành Hoàng, Thổ Địa hoặc các thần trong năm đường, đều gọi lẫn lộn là thần Phật, cũng chẳng phải là gây lầm lẫn cho người khác quá đáng ư? Hàng thứ 13 chỉ thần Phật là chánh trực thông minh. Hàng thứ 8 hãy nên ghi thành thần trông thấy đều đứng dậy. Hàng thứ 13 nên ghi là chỉ có thần là chánh trực thông minh, thì kẻ vô tri vô thức chẳng đến nỗi cho là Phật kính trọng ông Hồ Bảo Tuyền. Trong cuốn Thượng Biên, từ hàng cuối trang thứ 33 cho đến hàng thứ 6 trang thứ 34 hãy nên được bỏ đi. Đoạn này nói về cách tu luyện của đạo gia, chứ không phải là Phật pháp. Đem dẫn vào bộ chỉ nam chỉ sợ gây nghi ngờ lầm lạc cho người ta. Phật pháp chẳng để sót điều thiện nhỏ nhặt nào, nhưng chẳng chấp nhận học chuyện ấy. Điều này khẩn yếu đến cùng cực vậy. Chương thứ nhất cuốn Hạ Biên nơi hàng thứ 7 trang 35 nên ghi là phu nhân đến vườn Tỳ Lam thấy một cái cây to tên là Vô U. Viết như thế câu văn sẽ trong sáng. Nơi chương thứ nhất từ hàng 13 của trang 35 cho đến hàng thứ tư nơi trang sau, phần này thuộc về chuyện oán gia đời trước đòi mạng mà hiện ra hình tướng lạ lùng ấy. Do Văn Hiến Công oán ghét sự hiến đạt rạng rỡ của Quân Ngọc
mà chẳng biết nguyên do, cho đấy là Bồ Tát thị hiện. Hoặc đầu đặt tên là Phật Nô. Tiếp đó nó thiêu đốt ngôi tháp đã xây, chọn chẳng biết là oán gia đời trước đòi mạng vợ chồng đứa con nuôi. Phật pháp khó thể biết, tà chánh khó thể rõ, là như vậy đó. Thêm nữa, dòng thứ 14 của mặt sau chặng 35, quỷ phương chính là Tây Phật. Kinh dịch ghi Cao Tông đánh quỷ phương 3 năm chặn thắng, đủ để chứng minh điều này. Đề Thương gọi là Quỷ Phương, Đời Châu gọi là Hiểm Duẩn, Đời Hán gọi là Hung Nô. Cuốn Hạ Biên nơi dòng thứ 8 thuộc mặt sau chặng 38, dưới câu nhập Tam Ma Địa nên ghi là: do ta cúng dường Quán Âm Như Lai, khiến cho thân ta thành được 32 thân ứng hóa. Tùy cơ thuyết pháp khiến cho các chúng sanh đạt được 14 thứ công đức vô úy và 4 thứ Vô Tác Diệu Lực chẳng thể nghi bàn nơi thân tâm ta. Như thế mới chẳng trái nghịch ý nghĩa của kinh, mà ngữ ý cũng được thông suốt. Nếu chỉ ghi ta cúng dường Quán Âm khiến cho mười phương chúng sanh xem thấy âm thanh, thì thành ra có đầu không đuôi, ngữ ý không trọn vẹn. Trong dòng kế tiếp viết kính xét phẩm vị của Bồ Tát vốn thông với chư Phật, nên viết là Phật thuộc quả vị, Bồ Tát thuộc nhân vị. Dù quá khứ đã thành Phật Đạo nhưng lại hiện làm thân Bồ Tát thì cũng chẳng nên gọi lẫn lộn là Phật. Bồ Tát hiện hình trong sáu đường, không thân nào chẳng hiện. Há nên chỉ dựa vào những thân đã hiện để biện định phẩm vị ư? Các hạ chưa suy nghĩ sâu xa ý nghĩa của đoạn kinh văn vừa dẫn nên mới phạm khuyết điểm này. Câu lúc ta làm Bồ Tát chính là chỉ lúc trong quá khứ Ngài còn chưa thành Phật. Mặt sau trang 79 dòng thứ 6, mổ con trai được La Hán, được Quán Âm. Từ dòng thứ 8 là từ trong con trai thấy được tượng Phật hay tượng Bồ Tát. Những ghi chép thường được lược bớt giống như thế. Hơn nữa, xưa kia có kẻ chẻ đầu lợn tìm được nhục thân Phật nơi răng hàm. Giết dê nấu, chân giò mại không chín, chẻ ra thấy có tượng Phật bằng đồng. Giết trâu cắt lấy thần, mổ ra tìm được tượng Phật bằng thịt. Bắt được con trai to, cày ra không được, ý muốn bỏ mặt đó cho nó tự há miệng, thấy trong con trai có một vị Phật bằng ngọc trai. Đấy đều là vì Phật Bồ Tát Đại Từ Bi hiện thân trong dị loại, rốt cuộc hiện bổn khiến cho các chúng sanh kiên giết bảo vệ sanh mạng. Biết rõ hết thầy chúng sanh do mê trái bổn tánh nên đọa lạc trong ác đạo, nhưng cội nguồn tâm tánh chọn chẳng khác gì Phật. Nếu ta chẳng sớm giác ngộ, tương lai cũng đọa vào trong những loài ấy. Đâu dám chẳng tự thương mình xót người, lớn tiếng đau đớn kêu gào cùng làm cho mọi người mau lên bờ giác ư? Còn như vỏ con trai ở Phổ Đà có hình Phật là do kẻ gian ngụy tạo, được bán quanh năm ở các tiệm đã mấy chục năm rồi. Họ cắt đôi vỏ chai ra, bỏ tượng Phật bằng đồng vào trong ấy rồi ghép lại. Có người nói kẻ làm giả bắt con trai còn sống, mổ ra, nhét tượng bằng đồng vào rồi nuôi trai trong nước, đợi khi chúng lành vết thương bèn bắt ra đem bán. Cách chế biến sống hay chết như thế nào rốt cuộc không hiểu rõ, nhưng ngụy tạo là chuyện hết sức đích xác. Ôi, kẻ gian mang tâm cầu lợi cũng có thể nói là chí trá đến cùng cực, nhưng họ đã che mắt người ta được
thì sẽ thường do đấy mà bán được, chẳng đáng buồn sao? Đối với chuyện vỏ chai ở Phổ Đà, hãy lược bỏ một đoạn, bỏ đoạn ngụy tạo, giữ lại đoạn nói về sự thật. Nếu chẳng lược đi thì người ta ắt sẽ đua nhau mua, chắc sẽ đến nỗi do thứ ngụy tạo mà nghi ngờ thứ thật, không thể không cẩn thận. Dòng 10 trang 83. Xét ra chú Đại Bi phát xuất từ kinh Đại Bi Đà La Ni thuộc mật bộ. Quán Thế Âm Bồ Tát nói chú này xong, mặt đất chấn động 6 cách, trời mưa xuống 4 loại hoa, chư Phật hoan hỷ, chúng hội đều được lợi ích. Đại Phàm Thiên Vương thư hội tướng mạo của chú này. Bồ Tát nói: Tâm Đại Từ Bi là tướng mạo của chú này. Cho đến câu thứ 10, Vô Thượng Bồ Đề Tâm là tướng mạo của chú này. Hãy nên viết như thế thì văn tuy đại lược nhưng lai lịch rõ ràng. Ông Lương Khải Siêu chẳng nêu bày lai lịch khiến cho cả 10 câu đều hỏng. Dòng thứ 4 thuộc mặt sau trang 83 gồm hơn 20 điều. Dòng thứ 7 dùng vị hộ pháp Kim Cang để giải thích chữ Kim Cang trong tự đề kinh Kim Cang Bát Nhã. Ông nói là tìm chữ tương đồng để gạt bỏ chỗ sai khác, chẳng đối hoài về lý là đúng hay sai. Sao mà cũng chẳng hiểu nghĩa kinh đến mức cùng cực như thế. Ông Đàm Khê biên soạn nhiều năm mà cũng nói như vậy. Lương Cung Thần thuận theo cách hiểu của cha nên ghi như vậy. Đủ thấy Đàm Khê và cha con họ Lương đều là hạng tinh Phật nhưng chẳng biết Phật Pháp. Nói chung là vì đời trước thiện căn chẳng chân thật, cho nên đời này suốt đời thọ trì đại pháp của Như Lai mà rốt cuộc vẫn là kẻ đứng ngoài cửa. Hãy nên ghi tiên sinh thường nói kinh Kim Cang nghĩa lý sâu xa uyên áo, tam thế chư Phật đều do kinh này mà ra. Nếu có thể chí thành biên chép đọc tụng thì không phước nào chẳng đưa đến, không họa nào chẳng diệt. Vì thế kinh dạy kinh này nghĩa chẳng thể nghĩ bàn, quả báo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Dòng thứ 11 nơi mặt sau trang 83, từ trang 90 trở đi cho đến câu Phật chẳng đáp lễ ta, hãy nên lược bỏ đi. Ông Viên Tử Tài học rộng thông đạt, mà trong phần chuyện ông Hồ Bảo Tuyền ở cuốn Thượng Biên đã gọi lẫn lộn thần là thần Phật, bảo thần Phật thấy ông Hồ đều đứng dậy. Trong ấy lại ghi là các vị khác như Như Lai, Tiên Tử, Quan Công, Tưởng Hầu đều chưa thấy. Phần cuối lại ghi chỉ thần Phật là chánh trực thông minh, cho nên biết rằng vì ông Hồ Bảo Tuyền là quý nhân, chánh nhân, tức là con người chánh trực mà thần thánh kính trọng. Tài tử vẫn là tài tử, đối với chuyện soạn văn ghi chép sự việc sao lại hồ đồ cùng cực như thế. Còn trong chương này thuộc chuyện ông Dương lạy Phật, tường Phật liền đứng dậy lạy trả. Đây chính là do sức ác nghiệp đời trước mà oán gia trái chủ huyển hiện cảnh ấy, cốt sao ông ta sanh lòng hoan hỷ lớn lao, tưởng mình đắc đạo, liền bị ma dựa phát cuồng, phá hoại công phu từ trước để báo oán. May là ông ta có sức công đức sâu nên chưa bị tổn hại, rốt cuộc được chánh niệm vãng sanh. Ông Tử Tài và bà nội ông ta tưởng đó là chuyện thật, chẳng đáng buồn sao? Phật là Tam Giới Đại Sư, đặng giác Bồ Tát lễ bái mà Phật còn chẳng ngăn trở, huống là đáp lễ họ Dương ư? Chánh nhãn chưa mở chẳng biết cảnh ma, Tử Tài mà còn như thế, huống gì những kẻ khác. Ngày 28 tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 7 1918.
Lá thư số 60, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 12. Vừa nhận được thư, khôn ngăn hổ thẹn, quan mặc sức nói càng, nào đáng coi như khuôn phép. Nhưng một niệm ngu thành, các hạ đã thương xót sâu xa mà chấp nhận. Đối với sách Phật học chỉ nam, quan chỉ mới đọc kỹ phần bàn luận thêm của thượng biên và hạ biên, những phần khác chưa thể đọc trọn hết. Do tiền đâu thấy đấy nên chẳng theo thứ tự nào nêu lên lôi thôi một hai điều. Gần đây một lực càng thêm suy kém, nếu đọc hết cả bộ sách chắc là rất phí sức, thật khó thể vân mạng được. Truyền viết lời tựa thì quan học thức ở ngoài da, nông cạn, bút mực nhạt nhẽo. Mấy chục năm qua, hết thầy những người chỉ giao, chưa có một ai bày ra chuyện này, xin hãy rộng lòng tha thứ. Tòa báo thời sự cũng bảo đem những phần bàn luận thêm của thượng biên và hạ biên cho đăng báo từng kỳ một. Còn phần chánh văn của hạ biên, họ chỉ nói đã đăng trong Phật học tùng báo. Có lẽ phần sao lục chi tiết từ sách Tam Quốc Phật giáo lược sự không cần phải đăng. Quan lại bảo ông Văn Lôi, tác phẩm Thiếu niên Tấn Đức Lục của ông Đinh chính là khuôn mẫu cho bọn thiếu niên, hữu ích lớn lao cho thế đạo nhân tâm. Ngoài chương mục Phật học, hãy nên đăng tải đầy đủ tác phẩm này để giúp cho công cuộc vãn hồi thế đạo nhân tâm. Vì sao biết bài Đại Tạng Đại Lược là thủ bút của ông Đoan Phủ? Khi tờ Phật học Tùng Báo đăng bài văn này, ông Đoan Phủ đang chịu trách nhiệm biên tập cho tờ Tùng Báo. Hơn nữa, ông ta đã chấp thuận lời mời của từng già Hoa Viên hơn nửa năm rồi. Đoan Phủ học thức cao minh, bút mực siêu diệu, tăng tục thời gần đây hiếm ai sánh bằng. Trích lục những câu danh ngôn để phù trợ giáo lý, dẫu chẳng ghi tên người nói những câu ấy cũng chẳng phải là cướp đoạt cái hay của người khác. Nếu mạo nhận đề tin chính mình thì mới nói như vậy được, chứ chưa đề tin mình thì cần gì phải quá khiêm tốn. Nhưng quả báo ứng là phương tiện đầu tiên để nhập đạo của Nho giáo lẫn Phật giáo, mà cũng là cương tông để chứng đạo của Nho giáo lẫn Phật giáo. Người đời thường coi nhân quả báo ứng là chuyện thiển cần, đến nỗi bao nhiêu kẻ chẳng thể vượt khỏi thường kiến và đoạn kiến. Nếu chẳng theo gót bọn xiển đề thì cũng là phường kể chuyện ăn điếm của báu. Sách Pháp Hoa Kinh Lực của ông Lưu Diễn Tông đã sớm bỏ đi rồi, công đức vô lượng. Cái hại của sách ấy chẳng thế nào nói tường tận được. Tuy khen người Pháp Hoa nhưng chẳng khen người được đạo của Pháp Hoa. Cái tội trái nghịch Pháp Hoa đã đáng thiêu hủy rồi, huống chi phá hoại pháp môn tịnh độ, rốt ráo thích hợp khắp ba căn, khiến cho ai nấy được liễu thoát ngay trong đời này của tam thế chư Phật ư? Bạn bè đau lòng buốt óc nuốt lệ bào với quan. Cho nên quan mới hai lượt giải bày lẽ lợi hại. Nếu chẳng tin, xin hãy tới Phổ Đà, sẽ đưa những lá thư gốc và thư hỏi trả lời quan cho ông đọc, ác sẽ tự biết quan chẳng nói dối. Quan vô học vô đức, vì bất đắc dĩ chỉ đành bắt chước dấu tích gom chữ quét lá để đáp ứng. Chỉ mong tắc trách cho xong chuyện, nào đáng khen người quá mức, hổ thẹn sợ hãi không ngần. Cư sĩ hiện đang là người cực lực hoằng dương Phật pháp bậc nhất, để dạy người thì chính mình phải hành, cố nhiên nên ăn chay trường.
Ngay cả vợ con, bạn bè cũng nên bảo họ ăn chay trường. Dẫu nhập đạo chưa sâu, chẳng thể hoàn toàn dứt ăn mặn được, cũng nên dạy họ do giảm dần mà đoạn được. Đấy chính là nghĩa trọng yếu. Người đời chẳng biết loài vật đều do nghiệp lực mà có, tưởng trời sanh ra những loài ấy vốn để nuôi con người. Nếu biết được lý sâu, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai, ắt sẽ có chuyện ăn vào chẳng thể nuốt xuống được. Cố nhiên cư sĩ hãy nên đem thân làm gương cho người khác, hãy nên vĩnh viễn dứt bỏ chuyện ăn thịt. Dẫu cho ăn rau bên cạnh thịt cũng chẳng cần phải bắt chước hình tích của bậc đại sĩ thời trước, bởi lẽ người hoằng pháp cần phải hiểu thời cơ. Thời bây giờ chẳng giống như thời cổ, nhằm buổi giọt nước đã đông thành băng thì tròn chẳng thể dạy người khác ăn mặc như trong tiết hè, để đến nỗi làm hại tính mạng của người ta. Ông thành lập bần dân giáo dục xã, tức là hội giáo dục dân nghèo, đủ chứng tỏ tấm lòng đau đớn chân thật thiết tha. Tiếc rằng quan nghèo chơ nghèo chất chẳng thể tùy hỷ được, thiếu sót vô cùng. Tuy chưa xem Phật học tiểu từ điển, nhưng đọc qua lời tựa biết có khảo chứng tra cứu, có ích lớn lao cho đồng luân. Nhưng sách được in trên giấy có độ bóng, nếu mực in bỏ ít chất nước thuốc, sách chỉ giữ được mười mấy năm, hiếm sách nào giữ được hơn 20 năm. Nếu mực in bỏ nhiều chất thuốc thì mấy năm liền phai nét. Quan đã từng thử nhiều lần rồi. Trước đây quan từng đặc biệt vì chuyện này mà gửi thư cho Phật học Tùng Báo và nhân tiện thư trình chính điều. Năm trước tôi đã vì ông Châu Mạnh Do giao cho chú Tiểu ở Pháp Vũ Sao Lục lá thư ấy. Chú ta vì làm biển viết chữ nên đã lược đi 3 điều trước đó và 3 điều sau trong bức thư. Tôi cũng đem ý này thưa với ông Đoan Phụ, được đăng tải trong báo thời sự. Xin đọc bài ấy sẽ biết được nỗi lo canh cánh hèn tệ của quan. Cố nhiên đối với bọn thương nhân chỉ cầu lời, chẳng thế nào nói với họ về chuyện này được. Các hạ chỉ muốn hoằng pháp lời sanh, ác cần những sách vợ in ra giữ được rất lâu, chẳng bị phai nét chữ, thì mới có lợi ích thật sự và đạt được lợi ích rộng lớn. Nếu mau phai nét thì chỉ phí tiền của, đến nỗi đánh mất lợi ích thật sự. Dám thịnh các hạ phát lòng từ bi lớn lao, hết thảy những sách hữu ích cho thế đạo nhân tâm đều đừng dùng loại giấy ấy. Chỉ những loại đọc xong liền bỏ đi thì dùng loại giấy ấy để in cũng không sao. Quan không có sức làm công đức, tính dùng lời nói này coi như là thí kinh sách cho hàng Phật tử tính tâm khắp thiên hạ trong đời sau. Không chừng nhờ đây mà tiêu nghiệp lụy được vãng sanh. Tòa báo thời sự cũng đăng tải một trang nêu ra những thiếu sót giống như thư gửi cho các hạ, nên không cần phải sao chép lại để gửi đi. Cuốn giáo dục sâu nghĩa, tức là những ý nghĩa quê mùa về giáo dục, văn luận lý đều hay, nhưng trong đoạn cuối cùng dường như mắc khuyết điểm, khơi gợi con người khinh miệt tam giáo. Phàm là người trong giáo hội, ai có thể cư xử vượt ra ngoài tam giáo? Ai có thể tự lập một giáo ở ngoài tam giáo để đối kháng tam giáo? Dẫu nhiệt tâm đến tột bậc cũng chỉ tuân theo ý thánh nhân tam giáo để cực lực phụng hành mà thôi. Dẫu cho các tôn giáo ở ngoại quốc và Hồi giáo chẳng tin tưởng tam giáo, nhưng quả vị trong các giáo ấy có vượt ra ngoài quả vị của tam giáo được hay chăng? Những tôn giáo ấy
chẳng bao gồm những đạo lý như trời che đất chở, trọng tam giáo hay chăng? Bất quá thánh nhân tùy mỗi nơi mà thể hiện hình tích lập giáo hơi có chút khác biệt. Dùng ngu kiến để xét, có lẽ nên nói thánh giáo nước ta gồm ba tông lớn là Nho, Phật và Đạo. Nho mang hoài bão tự lập, lập người. Phật chuyên theo đuổi tự giác, giác tha. Đạo tuy điềm tĩnh, ẩn dật, nhưng xét về đại thể thì giống như Nho. Nhưng người tu luyện phải lấy chuyện tích đức chứa công, giúp đời, cứu dân làm nhiệm vụ trọng yếu. Nay những người trong giáo hội thấu hiểu tấm lòng đối đãi bình đẳng với mọi người, thiên hạ là của chung. Phát khởi tấm lòng giúp già, an trẻ, không chỉ yêu thương riêng người thân của chính mình, không chỉ lo chăm chút con cái của chính mình. Lòng son nhiệt tâm thật sự lấp trời đất, lò nhật nguyệt. Nếu người trong cả nước đều cùng phát cái tâm này, cùng làm chuyện này thì không một ai chẳng được yên vui. Cõi đời đại đồng sẽ lại được thấy trong ngày nay, lợi ích ấy lớn lao thay. Tôi nguyện ai nấy đều suy xét. Những chức thuật của con người gần đây thường đề cao quá đáng những pháp đang được mình đề xướng, với dụng ý muốn cho người khác tin chắc vào pháp của mình. Thói tệ miệt thị cổ nhân, phá pháp cũng bắt nguồn từ đây. Khổng Tử đã nói: một lời hưng thịnh nước nhà, một lời vùi lấp nước nhà. Một đằng gây nên ích lợi về sau, một đằng gây nên họa hoạn về sau. Viết những sách thông thường chẳng có quan hệ khẩn yếu còn không nên như thế, huống là viết những sách hoằng pháp lợi sanh ư? Cổ Đức nói: chuyện ấy như cái nào bằng kim can, để gọt mộng mắt hơi có chút gì không đúng liền lập tức hư mắt, há chẳng cẩn thận ư? Ông Kỳ Văn Đạt nói: đọc khắp các sách được cất giữ bí mật, biết chức thuật của người đời sau kém xa tiền nhân. Dẫu có vẻ tinh vi hơn nhưng vẫn là thoát thai từ màu lam gốc của tiền nhân. Mà dám tự phụ là bậc nhất xưa nay không ai sánh bằng, cũng như nói tiền nhân đều sai lầm hay sao? Do các hạ lòng già rỗng rang vì pháp nên tôi mới dám hiến lời bằng luận thẳng thừng này. Đối với chuyện giáo dục nhà trường, Ấn Quang vốn là kẻ đứng ngoài, chỉ vì cảm tấm lòng công bình chánh trực, muốn cho thiên hạ đều dùng thiện pháp để lập pháp, nên nhân đây dâng lên ý kiến ngu muội để ngài xét rõ. Giáo dục trẻ em nghèo thì có lẽ chỉ đối với những đứa có thiên tư cao, mai sau ắt sẽ trở thành quan chức thân sĩ, giúp nước giúp dân, là có thể chuyên dùng cách giáo dục trong nhà trường bình thường để dạy dỗ. Chứ những đứa chỉ có thể làm thợ, làm con buôn để tự kiếm ăn bằng sức lực của chúng thì có lẽ nên dạy chữ lẫn dạy nghề, giống như chương trình của các cô nhi viện gần đây, chắc sẽ giảm được chi phí cho nhà trường, mà trẻ em nghèo cũng được lợi ích thật sâu. Quan thấy phương pháp của cô nhi viện thuộc hội Phật giáo Ninh Ba như sau: hệ cô nhi đã có thể tự mặc áo, ăn cơm, không cần có người khác săn sóc thì mới cho vào viện. Cách dạy là đọc sách, viết chữ, học làm toán, học vẽ, bện giày cỏ, bện những thứ chiếu, gối, mũ dùng cho mùa hè, in đá, kiệm sách, may vá, vân vân, đều nhất loạt học hết. Đợi đến năm 15 tuổi, khi rời khỏi viện liền có thể tự lực kiếm sống. Dù có đi học nghề hay học buôn bán cũng dễ dàng. Trường học bình thường thì 7 ngày nghỉ 1 ngày và nghỉ lễ,
nghỉ cuối năm, nghỉ hè. Trong một năm, trừ những kỳ nghỉ ra, chỉ còn được hơn 6 tháng. Huống chi trong một ngày, 8 giờ sáng vào học, 4 giờ chiều tan học, thời gian ấy chỉ gồm 7 tiếng đồng hồ, lại có thời gian rảnh rỗi. Nếu chẳng phải là đứa trẻ thiên tư vẹn 10 thì học được cái gì đâu? Chỉ là uổng phí thời gian, uổng phí một phen khổ tâm của những người lo liệu. Nhưng trường học trong thiên hạ đều theo lệ đó, chỉ lời cho giáo viên nhưng bất lời cho học sinh trong nhà trường, thật đáng than thở, cảm khái. Trong cô nhi viện chẳng lập kỳ nghỉ, thời khắc học hành hàng ngày cũng kéo dài hơn, vì đã kèm thêm thời gian học nghề. Nếu thời gian học ngắn ngủi sẽ chẳng thể thực hiện được điều nào. Đối với những sản phẩm chế tạo được, ngoài những món để tự sử dụng đều đem bán ra ngoài, tiền lời kiếm được cũng có thể giúp đỡ đôi chút cho chi phí nhà trường. Trẻ nghèo và trẻ mồ côi đâu khác nhau cho lắm. Thật sự muốn cho trẻ dù thường trung hạ căn đều có thể tự lập thì có lẽ phương pháp này thích hợp nhất. Nhưng người đứng trông coi phải là người thật sự lo liệu, nếu không chỉ có hư danh chẳng thành được chuyện gì. Đấy là thói tệ chung của những kẻ làm việc công từ trước đến nay ở nước ta. Nếu dốc toàn bộ cái tâm độ người của Phật Bồ Tát, tâm kinh ban tế thế của Thánh Hiền vào việc này, thì nước ta được hưng thịnh sẽ trông cậy vào đây, chứ nào phải chỉ dân nghèo được lợi ích. Lá thư số 61, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 13. Vừa nhận được thư, ông khiêm tốn khen người quan quá đáng, khiến quan hổ thẹn không trốn nương thân. Những điều quan đã đọc chỉ là những chỗ bàn luận thêm của thượng biên và hạ biên, những chỗ khác đều chưa đọc tới. Những điểm nêu ra chỉ là những điều quan đã đọc được. Lời nói chẳng thành văn, nào đáng khắc vào đầu quyển. Nếu chẳng chê bỏ, xin hãy đợi quan thông thả đọc kỹ hạ biên một lượt, rồi sẽ sửa sai điều riêng từng điều một để mọi người thương lượng. Nếu chịu nghe theo, quan sẽ nhân lúc được rảnh rang mà rườm lời mấy câu, nhằm làm lời bạc cho ngọn đuốc lớn. Còn như những lời lẽ nhờ cậy quan chỉ bày để sửa sai, tròn chẳng cần phải nhắc tới nữa. Nhưng mắt quan quả thật chẳng kham sử dụng được, sẽ phải mất mấy chục ngày nữa mới có thể phúc đáp được. Ngày mùng 7 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 7 1918. Nếu cả bộ sách được sửa chữa thì xin hãy bảo tòa báo đăng trọn vẹn bộ sách ấy. Do trước kia trong sách ấy có nhiều chỗ chẳng thích hợp lắm, sợ gây hiểu lầm cho người khác, nên bảo họ chỉ đăng những phần bàn luận thêm thuộc hai cuốn Thượng Biên và Hạ Biên mà thôi. Nay được thấy mấy phen nhà ý của các hạ, chắc là đã nghe theo ngu kiến của quan. Trước hết hãy nên nêu đại ý sách ấy, chẳng ngại gì cùng mọi người cân nhắc. Nhưng quan do tâm một suy đồi, gần đây lại bận biểu đủ mọi chuyện, khác hơn 1.000 trang sách thì đối với hơn một nửa số trang đã khắc xong đều chưa giáo duyệt được. Lại do phải trao đổi thư từ thuận theo tình cảm, chẳng thể chuyên tâm làm việc ấy được, cho nên phải chậm trễ. Tôi sẽ sang Dương Châu vào khoảng tháng 5 hay tháng 6, đến đấy liền sửa đổi bản khắc chữ để cho in ra biếu tặng. Lại còn những sách được tái bản phải đợi tới sang năm mới lo liệu được. Tái bút. Lá thư số 62, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 14.
Hôm qua nhận được thư và lời tựa của các hạ dành cho tác phẩm Cú Dạy Lớn Lao Khôn Ngăn Cảm Kích Bộ Kinh Pháp Hoa Mầu Nhiệm có được một bản hoàn chỉnh ấn loát lưu thông, quả thật là may mắn lớn. Nhưng theo như những gì các hạ đã nêu ra, cũng có chỗ từ cắt thịt thành vết thương vậy. Cố Nhiên Quang chẳng thể trình bày cặn kẽ từng điều một được. Trong phẩm Phương Tiện, chữ vĩ trong câu Nhược thảo mộc cập vĩ có nghĩa là nếu dùng ngọn cỏ cây, chữ vĩ có khi bị viết thành bút. Trong bộ Chánh Ngoa Tập có nghĩa là sửa đổi cho đúng những điều sai lạc. Ngài Văn Thê giải thích chữ vĩ âm đọc như chữ vĩ có nghĩa là cây hay hoa vừa mới nhú. Nếu xét kỹ ý nghĩa, chưa chắc đã là chữ bút, bởi lẽ trẻ nhỏ đùa bỡn kiếm được loại cây cỏ và búp hoa của các loại cây cỏ nào đều dùng móng tay để vạch lên đó. Vì thế, vẽ kiểu này chọn chẳng phải là như vẽ trên giấy hay lụa, mà là vẽ trên mặt đất, trên vách hay trên đồ vật. Sách Từ Vị và Từ Điển đều có thể dẫn làm chứng cứ, chắc không cần phải chèn ép Ngài Văn Thê để khơi ra sự hiểu biết. Chữ trà trong kinh của Nhật Bản đều viết thành chữ đồ, chứ không phải chỉ mình chữ cưu bằng trà. Cha trong từ điển thì chữ đồ cũng có thể đọc là trà và cũng có nghĩa giống như chữ trà. Vì thế chớ nên dựa theo kinh điển Nhật Bản rồi chê bai kinh sách Trung Quốc đều viết sai. Nếu quyết định phải viết là đồ thì những chữ đồ phải đọc thành âm trà nhiều lắm. Hãy đem cách đọc âm trà theo âm đồ để đọc những chữ khác. Câu hình thể thù hảo có nghĩa là hình thể hết sức đẹp đẽ, hoặc đoan chánh thù diệu có nghĩa là đoan chánh tuyệt diệu. Không cần phải dựng các sách để làm chứng, chỉ cần dựa vào chánh văn của kinh để quyết đoán là được rồi. Há lẽ nào trong hết thầy các sách đối với cùng một chữ đều không sai khác hay sao? Một pháp tam muội được nói trong kinh Lăng Nghiêm còn có thể hiểu thành ba thứ, chẳng thể nói rạch ròi một thứ nào, huống là những chữ trọng yếu khác đều theo lệ chung giống như vậy hay sao? Ba thứ là tam muội, tam ma đề, tam ma địa. Trong một kinh mà còn nhiều thứ chẳng duy nhất, huống là nhiều sách ư? Ông sửa chữ mạc có nghĩa là cuối ngọn thành chữ mạc có nghĩa là nghiền nát, trở nên quá cố chấp. Nếu bảo ghi theo lối cổ là đúng thì chữ dùng trong Ngũ Kinh Tứ Thư hiện thời đều phải sửa đổi, bỏ đi quá nửa thì mới tạm thời gần giống ý những chữ được dùng vào thời cổ. Nếu lại muốn dùng đúng nguyên văn như trong thời ấy thì e rằng chẳng có chữ hiện thời nào dùng để ghi chép Tứ Thư Ngũ Kinh được hết. Chữ cập có nghĩa là và, sửa thành chữ nãy có nghĩa là bèn, đúng là sai ngoa. Nhưng Quang vẫn chưa thấy bản nào chép sai như vậy. Cố nhiên không phải bản nào hiện thời cũng đều chép giống như vậy. Chữ danh viết thành chữ minh cũng chẳng thể tra cứu được. Sách Cú Dạy viết chữ danh liên quan đến phần kinh văn tiếp theo. Chữ này vốn dùng để liệt kê nhiều thứ, sao không có một điều nào khác mà lại dùng chữ danh? Nếu chỉ có một mình điều này mà dùng chữ danh thì sẽ thành cách dịch hỗn loạn. Nguyệt Thiên Tử, Minh Nguyệt Thiên Tử cố nhiên chẳng phải một, chẳng phải hai. Như có người gọi các hạ là cư sĩ, lại có người gọi là đại cư sĩ, có vì một chữ đại mà gây trở ngại ư? Chữ minh có nghĩa là tối tâm, cố nhiên nên viết là minh có nghĩa là
nhắm tịt mắt lại. Manh minh có nghĩa là mù mờ, tối tăm. Cố nhiên phải viết là manh minh có nghĩa là mù lòa. Chữ có xưa nay nhưng nghĩa chẳng tăng giảm, cớ gì phải nhọc sức so đo tường tận hay dở như vậy? Chữ chinh là thân cây, thật là trái cây. Cú giải vẫn thiếu đoạn phân tích giảng giải về chữ này. Trong các bản kinh được lưu thông, phần nhiều viết sai chữ chinh thành chữ chân, thật đáng đau lòng. Tập là tích tập, còn tập là tu tập. Chữ tuy khác nhau nhưng nghĩa có thể dùng lẫn cho nhau. Chẳng riêng gì kinh Pháp Hoa dùng lẫn lộn chữ này, mà trong kinh Hoa Nghiêm cũng thế. Do chẳng hại gì đến nghĩa thì các bạn chép sau cứ giữ nguyên như vậy cũng được. Chữ thọ có nghĩa là được, chữ thọ có nghĩa là trao cho. Chẳng biết dựa theo nghĩa để định danh, làm sao có trọng chuyện hoàng kinh cho được. Cố nhiên chẳng phải đợi đến khi có chứng cứ mới biết là sai vậy. Chữ nghị trong từ ngữ luận nghị viết thành chữ nghĩa cũng không sao, do trong chữ luận đã sẵn đủ ý nghĩa của chữ nghị rồi. Mà cái điều được luận nghị bàn bạc chính là nghĩa lý vậy. Chữ phạt sửa thành phạt thì sai ngoa quá mức, cư sĩ cố chấp quá mức nên mới làm thế. Chẳng biết rằng lỗi nhỏ thì gọi là phạt, như tiểu vương phản nghịch Luân Vương đi đánh dẹp thì cũng gọi là phạt. Chứ nếu theo cư sĩ thì những chữ phạt trong các câu lễ nhạc chinh phạt Vũ Vương phạt trụ, dùng lễ nhạc để chinh phạt Vũ Vương dẹp trụ, đều phải sửa thành chữ phạt hết hay sao? Oán tặc đã cầm dao làm hài thì chữ nhiễu có nghĩa là vây quanh, ý nghĩa rất khéo. Còn ý nghĩa chữ nhiễu có nghĩa là khuấy nhiễu, rất vụng. Chữ oán đổi thành oán thì trong kinh sách hai chữ này được dùng lẫn cho nhau. Oán là oán hận, oán thù. Còn oán là oan khuất, oan uổng. Trong kinh Hoa Nghiêm có gần 100 trường hợp như vậy. Nhưng hai chữ này mỗi chữ chiếm một nửa, do vậy hãy nên sửa cho đúng. Ngay trong kinh Pháp Hoa thì hai chữ này vẫn dùng lẫn cho nhau. Chữ đa sửa thành chữ đa thì vẫn là một gốc. Những bản quan được thấy đều viết là đa. Tham trước có nghĩa là tham đắm, hay tham nhạo có nghĩa là tham ưa. Về ý nghĩa đều có thể dùng lẫn cho nhau, chẳng cần phải dựng khắp các kinh để chứng tỏ viết như vậy là sai. Chữ sử chính là thọ, thọ chính là sử. Ông tính sự cho giống hệt nhau, có lẽ quá cố chấp. Sách Mạnh tự chép: Ngô Hôn bất năng, tấn ư thị hỷ, quyền phu tử phù, Ngô Chí Minh dị giáo ngã. Ngã tuy bất mẫn, thỉnh thường thí chi. Bốn câu nói này được nói cùng một lúc, thốt ra từ cùng một miệng, mà còn chẳng thể dùng nhất quán. Đang ngô chợt thành ngã, huống chi là đối với kệ tùng do Phạm Thiên các phương nói ra, lại cứ muốn phải sửa sao cho chống hệt dư nhau ư? Sửa chữ đạo thành chữ huệ tuy dường như không hợp lẽ, nhưng xét kỹ câu kinh tiếp theo, câu tóc thành tụ Phật thân có nghĩa là mau thành tụ Phật thân, thì cố nhiên chữ huệ cũng không sai cho lắm. Các bạn ghi sao cứ giữ như vậy là được rồi. Chữ số sửa thành chữ chư thì quan tròn chưa thấy bản nào chép sai như vậy. Văn có nghĩa là nghe, chính là văn hương, nghe mùi, ngửi mùi, tức là một lần mười và hai lần năm vậy. Chèn ép điều này đề cao điều kia, hay chèn ép điều kia đề cao điều này đều sai hết. Bản nào giữ theo bản nấy là được rồi. Thiêu hay phần đều là đốt.
sửa chữ đắc thành chữ đáng thì quan cũng chưa thấy bản nào ghi như thế, chớ nên nói các bạn hiện thời đều như vậy. Niên hiệu Thái Khang đời Vũ Đế hay niên hiệu Vĩnh Khang đời Huệ Đế, các vị cổ đức đều chưa thể tra cứu trong Tam Tạng Ký Tập Đại Đường Nội Điển Lục, nên không cách nào biện định để sửa cho đúng điều sai này. Vì Cao Tăng Truyền chưa ghi rõ năm tháng kinh Pháp Hoa được dịch ra. Sách Cú Giải nhắc đến những chữ bị bỏ sót thì tra trong những bản kinh được lưu thông gần đây đều thấy đúng cả. Nhưng chẳng sót chữ thì ý nghĩa của kinh cũng không tăng, mà bị sót chữ thì ý nghĩa của kinh cũng không giảm. Hãy nên ai nấy tuân theo một bản nào đó là được rồi. Nếu cứ muốn tham khảo bản này để sửa cho đúng bản kia, sẽ trở thành bỏ gốc chạy theo ngọn, uổng phí tinh thần. Đối với người, đối với kinh, rốt cuộc có lợi ích gì đâu. Người hoằng kinh hãy nên nương theo tứ y. Tứ y là y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa kinh bất y bất liệu nghĩa kinh. Có nghĩa là nương theo pháp chứ không nương theo người, nương theo nghĩa chứ không nương theo lời nói, nương theo trí chứ không nương theo thức, nương theo kinh liệu nghĩa chứ không nương theo kinh bất liệu nghĩa. Kinh lưu truyền mấy ngàn năm khắp cả thiên hạ, mà muốn cho mỗi câu mỗi chữ trong các bản kinh được lưu hành, không một chỗ nào bị so le được chăng? Cốt sao xét về ý nghĩa thông suốt là được rồi. Cố nhiên chẳng nên quá chấp trước câu nệ vậy. Ngày 28 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 7 1918. Lá thư số 63. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 15. Bữa 18 hôm trước đã nhận được sách gửi tới, liền vân mạng phúc đáp ngay. Đến hôm 20 mới nhận được thư các hạ, bưu cục đều lần lượt truyền tới các bưu kiện. Các hạ nhắc đến sách Hài Nam nhất trước thì sách ấy có lợi lẫn gây tổn hại cho người khác đều có đủ. Thoạt đầu quan chấp lý rất nghiêm, sợ người khác mắc bệnh, chọn chặn hé răng bảo người ta đọc. Rồi sau đấy nghĩ rằng thiền thư trong thế gian thật ít sách tận thiền tận mỹ, chỉ cần có thể tạo được lợi ích thì chẳng ngại gì bảo hòa đọc. Dẫu có ai bị tổn hại thì cũng chỉ tùy theo chi kiến của người ấy mà phân biệt lợi hại. Nếu do có chỗ chẳng thích đáng, bèn nhất loạt cự tuyệt thì không khỏi đánh mất phương pháp dẫn người khác tiến vào chỗ thù thắng. Vì thế gần đây tôi cũng thường bảo người khác thỉnh về đọc. Người soạn ra sách ấy vốn quê ở Giang Tây, họ Từ, tên Khiêm, tự là Bạch Phản, ngoài 30 tuổi liền được bổ nhiệm vào Viện Hàn Lâm. Do bẩm tánh chân thật chất phác nên chẳng muốn làm quan, cũng từng đảm nhiệm chức sơn trưởng một hai lần. Sau đấy ở hẳn nơi nhà, chuyên chú khuyên người làm lành và cầu cơ, dân chúng học theo rất đông. Về sau do một vị cử nhân tại tỉnh thành Giang Tây dạy môn đồ cầu cơ chẩn bệnh khá linh nghiệm, mẹ quan phủ đài mắc bệnh, thuốc men không công hiệu, do vậy thỉnh đầu đề ông ta đến cầu cơ kê toa. Thuốc vừa uống vào miệng, bà cụ liền tắt thở ngay. Xét kỹ toa thuốc thấy trong ấy có những vị thuốc kỵ nhau, do vậy bèn bắt kẻ ấy đến tra hỏi. Ông ta khai ra tên thầy mình, quan liền bắt thầy ông ta thường mạng. Từ Khiêm nghe tin bèn thôi không dạy người khác cầu cơ nữa, chỉ chuyên chú dạy sửa lỗi hướng lành, tích công lụy đức. Bảo con cháu ông ta mỗi người chuyên một nghề, chẳng được đặt chân vào con đường làm quan,
ông ta thọ đến 96 tuổi. Lúc lâm chung, có người bạn thân đi đường nghe tiếng thiên nhạc trở về hỏi thăm. Té ra, ngay trong lúc ấy, mọi người đều nghe tiếng thiên nhạc khi ông ta mất. Đệ tử của ông ta thật đông. Sư Liệu Nhất trụ trì chùa Pháp Vũ trước kia, lúc còn tại gia, là môn sinh cuối cùng của ông ta. Nay sư đã 79 tuổi rồi, từng kể chuyện này với quan. Điều đáng tiếc là ông ta chỉ có tâm thích điều lành, ưa Phật, nhưng chọn chẳng dự vào lò hung đúc của bậc chi thức đủ mắt, đến nỗi trở thành chi kiến hồ đồ, tà chánh chẳng phân, đúng sai lẫn lộn. Chức thuật của ông ta sao chích kinh Phật lẫn lời giảng cơ, coi chân kinh và ngụy kinh giống hệt như nhau. Ông ta thường có những lời nghị luận, phán đoán, xét về văn lý cũng phần nhiều gây sướng tai khoái mắt người khác. Nhưng bản tâm kinh ngụy tạo, lời văn lẫn lý đều thô thiện, hiền kém, chẳng đáng để vào mắt, mà ông ta vẫn coi giống hệt như tâm kinh. Đúng là xem mắt cá và chân trâu, hoàn toàn như những vật giống hệt nhau không khác. Nhưng bản tâm kinh được ông ta sao lục từ bản do Quách Lan Thạch đã viết thì lại là cùng một bản gốc, khác người dịch, chứ không phải là kinh ngụy tạo. Không thể không biết điều này. Cái gọi là Quán Âm Sám Pháp chính là do gã tăng phàm tục vô chi cắt xén Lương Hoàng Sám và Thủy Sám ghép thành Sám Văn. Do không hiểu văn lý lại muốn biên soạn thành nghi thức mới, nên đến nỗi xử lý và giáo tướng bị mâu thuẫn. Nội dung của bốn cuốn thuộc phần nội hàm của bộ Hải Nam Nhất Trước, quá nữa là những lời giáng cơ chẳng đáng để lưu thông. Ông ta tự cho là phần này hết sức tinh vi, hết sức sắc đáng. Phần ngoại hàm gồm 6 quyển, phần nhiều là chuyện Bồ Tát cảm ứng. Tuy không phải là chẳng mắc khuyết điểm thâu thập tràn lan, nhưng quả thật có lợi ích rất lớn cho thế đạo nhân tâm. Vào đời trước lúc gieo thiện căn, chọn chớ nên gieo lẫn lộn. Hễ lẫn lộn thì đời này tà chánh chẳng phân. Từ khiêm do đời trước đã gieo thiện căn lộn xộn, nên đời này tuy tu chuyên rồng mấy chục năm, chỉ trở thành một bậc thiện sĩ trong cõi tục. Lúc mất tuy có thiên nhạc là điềm lạ, nhưng chỉ là sanh lên cõi trời, chứ không phải sanh về Tây Phương. Vì đối với Phật Pháp, ông ta chọn chẳng biết đến nghĩa lý đích thực tột cùng, huống chi là pháp môn tịnh độ ư. Cổ nhân nói, một đêm trò chuyện cùng anh còn hơn đọc sách loanh quanh mười mùa. Nếu là bậc học rộng nghe nhiều, chẳng cùng những vị thông suốt thảo luận mấy phen, sẽ trở thành nhai bả của cổ nhân, chẳng tiêu hóa được, đẫm ra thành đại bệnh. Học hỏi chẳng gặp người thông, đến già rốt cuộc trở thành đống xương. Không riêng gì Từ Khiêm là như thế, mà những người giống như Từ Khiêm trong cõi đời quả thật đông lắm đấy. Ngày 21 tháng 5 năm Dân Quốc thứ 7 1918, trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ
kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,